cả đời chạy theo cái danh cái lợi, không biết đủ. Có những người giàu lắm quý vị, họ đâu biết đủ đâu. Có khi hai vợ chồng có một cái đứa con, mà có những người giàu lắm, giàu cuối cùng đi vô tù ngồi luôn, không dễ đâu. Tại vì quá giàu, quá nhiều tiền, rồi cuối cùng tiền nó hại mình. Nhưng nhớ kỹ nha, nếu như có tiền nhiều mà tiền mà nó không lưu thông được là có quả. Hoặc là mình nhiều tiền quá mà mình dùng tiền để mà mình tạo danh là có quả. Hoặc là mình mục tiêu làm thiện mà để cầu danh lợi, có quả. Tại vì khi trở ngại cái là sân si nổi lên là có quả. Nên giàu nhưng mà không lưu thông được thì giống như nước mà nó không thông được đường ống, nghẹt. Mà nói mà ngạt cái là bắt đầu là nó tràn tùm lum, đúng không? Nước nó ngạt nó tràn tùm lum, phiền phức, thấy chưa? Nên có tiền mà thông được thì nó mới có phước. Ví dụ như người tu hành mà tiền nhiều quá cũng có quả. Nếu mà không thông được là có quả. Nếu chữ hoài là chết, hoặc là làm bậy. Tại vì tiền nhiều quá, có nhiều người ta thấy mình giàu quá, người ta rủ mình kinh doanh, tu kinh doanh luôn á. Tại tiền nhiều quá bắt mình rủ mình kinh doanh. Rồi mình nghĩ rằng giờ kinh doanh thì nó có tiền thêm để lo cho Tam Bảo. Cuối cùng nó dính vào kinh doanh là mình, lý do ban đầu là mình vì Tam Bảo. Chứ mình không phải là vì cá nhân mình đâu, nhưng mà đi vào kinh doanh nó dính luôn. Đi vào kinh doanh thì nó dính vào hơn thua. Tại vì người đời suy nghĩ mình cũng suy nghĩ theo. Dính vô người đời là tự nhiên mình đã suy nghĩ theo. Mà suy nghĩ theo thì cái giá trị người tu nó hạ, nó không còn đạo tâm nữa. Ban đầu thì thật sự là nó không phải tính sai đâu quý vị, nó cũng nghĩ về Tam Bảo đó, không giỡn đâu. Nên có những ý nghĩ về Tam Bảo quý vị phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu không khéo quý vị nghĩ về Tam Bảo mà lại nó quay ngược lại có tác dụng phụ gì mình. Không giỡn đâu. Có những người mình thí dụ như là mình đi quyên góp tiền bạc đồ cho Tam Bảo này, nhưng không khéo nó có quả cho mình thì sao? Nên mình làm sao mà mình tùy duyên trong mỗi vị trí luôn, nó tùy duyên rõ ràng hết mỗi vị trí luôn, vậy thì mình không có sao. Nhưng nếu không, lỡ nó mang quả mình thì sao? Bản thân mình có đủ bản lãnh khi quả đến với mình mà bình thản không? Chưa chắc. Có khi mình lại tức tối, mình chửi sùm bà mẹ nó, vì chùa chiền, vì Phật Bồ Tát không mà cuối cùng bây giờ tao bị chữ, tức chết được. Quý vị thấy tội chưa? Nó cẩn thận nha quý vị. Nhiều người lắm á, cũng là ban đầu là vì Tam Bảo đó, nhưng mà trong cái vì Tam Bảo nó vi tế vì bản thân mình. Vi tế là vì cái danh của bản thân mình, nó cũng vi tế luôn đó. Nên quý vị nhớ là cái vi tế của cái ngã mạn kiêu ngạo của bản thân mình nó kinh lắm, phải hết sức cẩn thận đó. Ai cũng còn, nhưng mà khéo léo điều chỉnh thì nó đỡ tác dụng phụ cho mình hơn. Nên cái việc á, mà nhiều người giàu người ta cũng làm thiện lớn lắm đó quý vị. Nhưng mà cái làm thiện người ta không phải thiện cho Phật Pháp dạy. Tại vì sao? Vì người ta đâu có nghe Phật Pháp đâu quý vị, mà người ta làm thiện giống như Phật Pháp dạy. Trong Phật Pháp dạy mình làm xong mình quên đi, còn người ta làm bao nhiêu là người ta nhớ hết trơn. Rồi ai mà nói người ta cái là người ta tức lên, nhảy đùng đùng đó. Nên cái làm thiện của họ đâu phải trong Phật Pháp dạy đâu quý vị, đúng không? Cẩn thận nghe. Nó nên có rất nhiều người giàu sang, tiền bạc biết bao nhiêu mà nói, tính vào hai vợ chồng một cái đứa con thôi mà xài mấy đời cũng không hết. Nhưng mà cuối cùng họ chuốc nợ. Tại vì sao? Họ muốn phát lên kinh lắm, họ muốn cả cái thế giới này là của họ luôn á. Ví dụ như ban đầu họ chỉ mong á, họ có một căn biệt thự là quá đủ với họ. Nhưng mà cuối cùng họ giàu, cái của họ khoảng có một xóm, xong họ muốn có một xã, rồi xong họ muốn cái huyện của họ, và từ từ họ muốn cái tỉnh là họ thu tóm. Từ từ họ muốn thu tóm là họ phải giàu hơn cả một nước. Cái lòng tham con người không có chỗ chứa quý vị, nó không biết bao nhiêu là đủ, ghê chưa?
Giống như câu chuyện mà những Đức đọc mà Hoàng Thăng, vua quan á, quan Hoàng Thăng mà thờ của vua Càn Long. Giàu là nói là ông làm quan giàu hơn vua. Của cải tài sản ông sau này tịch thu khi ông chết đi là thống kê là tài sản của ông giàu hơn vua Càn Long. Làm quan giàu hơn vua luôn. Dinh thự của ông là thôi đừng có nói nữa. Của cải sự nghiệp, vàng bạc châu báu, đá quý đồ, kim cương ngọc sòn mà thờ đó mà ông quá trời nhiều luôn, nhiều lắm. Nhưng khi ông chết đi thì ta thống kê lại tài sản không? Xong quỷ hết. Thấy chưa? Nó nói sanh không mang đến, chết không mang đi, đúng quý vị. À, nhưng mà nghiệp theo mình nghe. Trong cái lúc mà làm quan mà có của cải gì là tạo nghiệp. Hoàng Thăng là vua Càn Long nói, ta biết Hoàng Thăng là kẻ tiểu nhân, là người tham ô, nhưng mà ta không giết Hoàng Thăng là vì sao? Vì nói chuyện hay quá. Hoàng Thăng nói chuyện quá hay. Ta mỗi lần mệt mỏi, bực bội, Hoàng Thăng chỉ cần nói vài câu là ta cảm thấy thoải mái. Nghe chưa? Vậy thì cái khả năng nói chuyện đó của họ là ác đó quý vị. Tại vì ông vua vẫn muốn giết mà giết không được, là do nghe bùi tai. Nên ông vua biết ác mà ông vua không giết. Vậy thì Hoàng Thăng đi đọa, chắc chắn là tam đồ ác đạo, đúng không? Vì coi cái bộ phim nó đi bị biết à đó, cái câu chuyện nó như là tể tướng lưng gù ấy. Ừ. Nên từ nơi đó mà thấy không, gom góp tiền bạc đỏ tam đồ ác đạo của cải để lại thế gian. Nhưng mà đa phần con người trong cuộc đời này là đặt sự nghiệp của thế gian là hàng đầu. Quý vị thấy Đức Phật khi đản sanh đến thế gian không? Ngài là phi phàm và làm thái tử, tương lai làm vua. Nếu nói về thế gian, tương lai Ngài là giàu sang địa vị hơn thiên hạ. Ngài có tất cả, Ngài buông tất cả, Ngài lập sự nghiệp xuất thế gian, đúng không? Nên cái bài học tập chúng ta hôm nay là tương lai đúng nghĩa của đời người là gì. Nên những Đức phân tích nãy cho quý vị nghe đó, về thế gian, về danh lợi, quý vị thấy nó có phải là đúng nghĩa hay không? Vỗ tay chắc là đúng nghĩa phải không? Đúng không? Nó nghĩa là danh lợi thế gian có đúng nghĩa hay không, tự mình phân tích. Rồi mình suy nghĩ, Đức Phật là người toàn giác toàn năng, là toàn giác ngộ, có đầy đủ năng lực, mà Ngài lại chọn con đường xuất thế gian là một vị tăng, ba y một bát, tối ngủ gốc cây. Tại sao Ngài thông minh vậy mà Ngài không làm vua đi cho nó sung sướng, mà Ngài đi làm vị tăng diện chi ạ? Đó là một cái bài học nhận thức con người chúng ta khi bước vào đạo. Nghe không? Cho mình nhận thức để bước vào Phật pháp quý vị. Cho mình nhận thức, mình thấy mình nên chọn con đường nào, là mình nên tra cứu vào tư tưởng của Đức Phật để mình nhìn nhận, để chọn ra một cái đáp án đúng nghĩa. Cái đáp án này vì khó hỏi người khác, quý vị hãy đáp án từ cái hành động của Phật làm đi. Mà đặc biệt nhất nhớ nghe đó. Vậy thì chúng ta là người nghe đạo biết tu, như hồi sáng như Đức nói câu, quý vị ở ngoài đời 5-6 ngày làm việc, chúng ta được 1-2 ngày, bây giờ may mắn được cái ngôi chùa gì mà về đây cảm thấy nghe pháp tu hành để tích tụ được cái nguồn năng lượng. Giết rồi mình thấy một tuần lễ của mình qua mau lắm. Một tuần lễ qua rất là mau. Vì sao mau? Vì thấy mình có chỗ đi về. Thật sự có chỗ đi về. Quý vị biết vì sao những Đức cảm giác ở chỗ này không? Vì cảm giác chính bản thân mình. Bây giờ những Đức nghĩ một tuần, một tháng qua mau quá. Hồi đó những Đức ngoài đời lâu lắm. Vì những Đức trong từng ngày để tới tháng lãnh lương. Mà thật sự quý vị có được lãnh lương đâu. Vì đa phần những Đức lãnh trước không. Mà được lãnh trước là cũng có uy tín lắm quý vị ơi. Thường những Đức là lương những Đức lãnh trước 2-3 tháng không à. Mà tháng nào thì những Đức cũng lãnh, mà lãnh mấy cái tháng trước nữa. Thì quý vị biết những Đức ngoài đời tuy ăn chơi, nhưng mà thật sự những Đức cũng có uy tín đó quý vị. Nói với chủ cũng thương những Đức á. Ví dụ như những Đức mua xe và có đổi xe, nhưng mà thật sự những Đức mượn tiền chủ không à.
Nhận Đức được con cái là Nhận Đức có trách nhiệm gì cái công việc. Nên cho Nhận Đức mượn tiền, ta nghĩ rằng ta mua đức, mua đức mình luôn rồi. Yên tâm, không cần phải lo. Chứ Nhận Đức đâu có bao giờ mà bỏ công việc đâu, chứ không có nghĩ đi làm đâu chứ á. Ngộ vậy đó à, thích làm vậy đó. Rồi chơi với chủ, rồi mượn tiền chủ, rồi đi chơi chung với chủ, nhưng mà lại mượn tiền chủ. Hồi xưa giờ chắc không có thấy cái thằng làm công nào mà đi chơi với chủ mà lại bao chủ. Đi chơi với chủ mà bao chủ. Tại vì sao? Vì chủ bao tôi bao chủ à. À, hồi xưa Nhận Đức đi lỡ đường Lê Hồng Phong đi chơi á, có mấy cái vị trí chơi đó mà mấy em đâu á, bia ốm á, thì có khi chủ dẫn mình đi chơi, mình thấy chủ dẫn mình đi chơi bao mình, bây giờ mình phải bao chủ lại, mà vô đó chơi là khoảng 2 tháng lương chơi luôn. Nên chủ nói em à, đúng là chơi số 1. Cái số 1 của em á là em nghèo mà em dám chơi kiểu này, anh cũng lạnh em luôn. Hôm qua mượn 2 tháng lương tưởng đâu làm gì, rủ anh đi chơi. Thấy anh dẫn mình đi chơi hoài, không dẫn lại kỳ quá. Nó cuối cùng vậy đó mà ta thương. Mà cũng nghèo sơ nghèo xác. Nghèo sơ nghèo xác, thấy không? Nhưng mà cuộc đời Nhận Đức đặc biệt là không có khổ tâm. Nhận Đức là người đặc biệt là không có khổ tâm, quý vị. Không có bao giờ cái gì mà Nhận Đức khổ tâm. Nên nó sống như ngày tháng vậy, nên khi đi vô chùa nó cũng quay lại cái cũng được. Tại vì sao? Vì mình buông được nhiều thứ. Tại ngoài đời mình nghèo mình còn gì mà không chỉ, bây giờ mình trong chùa, nếu mình có điều kiện chút thì chúng sanh lỡ hết rồi. Quý vị thường gần với cái người mà ta biết ăn chơi vậy đó, quý vị gần ta bị thấy nó rộng rãi lắm, thoải mái lắm. Còn cái người mà không biết cái gì chứ, keo kiệt mà tích góp từng chút, ăn mà không ra được đó. Trời, bị sống với những người này khổ, đừng có nói. Kiểu đàn ông mà vô mà không cho ra là quý vị biết đàn ông đó thì khó sống. Đàn bà thì vậy không nói chi rồi à. Còn đàn ông mà ăn vào mà không cho ra là quý vị sống với đàn ông đó là khó lắm, không có dễ đâu nghe à. Còn có những loại đàn ông đặc biệt là ra đúng chỗ, đó thì quá hay. Không có xài tùy tiện như Nhận Đức là dạng tùy tiện đấy quý vị. Ăn chơi tùy tiện. Còn có những loại đàn ông người ta rất thông minh, người ta xài đúng nơi đúng chỗ, cái đó thì quá đặc biệt rồi, thấy không? Nên Nhận Đức nói những loại người để cho mình nhận thức. Nên con đường Nhận Đức đi thì cũng đừng nên học làm gì. Nhưng bây giờ Nhận Đức nhiệt tình vì chúng sanh thì học được. Nên Nhận Đức thấy rằng là cái tương lai đúng nghĩa của đời người, nếu đặt vào vai trò danh lợi thế gian thì đã coi lịch sử rồi. Nhận Đức coi những câu chuyện như Tam Quốc, nhiều bậc mãnh tướng, nhiều vị làm vua, từ Tào Tháo, Lưu Bị, rồi nhiều người làm vua, điều cuối cùng mà cái kết cục họ không có gì đặc biệt, quý vị ơi, à, không có gì đặc biệt. Như Tào Tháo cả đời chinh phạt, làm vua bao lâu đâu, thì khi vừa chết đi, con là Tào Phi lên ngôi là đem cung tằng mỹ nữ của cha mình về cung hết, chứ xác cha chưa chôn, Tào Phi xử lý gì? Nhưng phim thì nó không chiếu rõ ra vậy đâu, nhưng lịch sử là rõ vậy đó nhớ. Rồi thí dụ như cả đời của Gia Cát Lượng cực kỳ thông minh luôn, ông giống như là người trời, không biết sự việc trước luôn, nhưng mà đó là ông tính ra được qua sách vở ông đọc. Có những loại sách vở mà người ta đọc xong người ta tính ra được luôn quý vị, thời gian của nó, không gian và thời gian ta tính được, như quá thông minh à. Khi cuối cùng mà Gia Cát Lượng gần chết á, ông biết giờ đó ông chết luôn. Và ông lập lên một cái đàn, mà nếu mà qua giờ đó mà đèn không tắt là ông sống. Nhưng đúng giờ đó đèn nó tắt, ông phải chết. Nhưng Đức muốn nói với quý vị nghe những điều này. Những người xưa người ta cực kỳ thông minh luôn, người ta giỏi không tưởng tượng được. Nhưng cuối cùng họ thì đa phần tam đồ họ có phần. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, khi mà giảng đến công đoạn của một vị vua bên nước Trung Hoa nổi bật lắm. Ông là viết cái quyển sách mà Quần Thư Chỉ Yếu, Lý Thái Văn,
Nghĩa là ông vua cũng anh minh lắm, nhưng mà cuối cùng cũng đọa địa ngục. Nhập xác hỏi gì sao, làm vua tốt nhưng mà đọa địa ngục. Giết người mà không đọa địa ngục sao được? Giết người mà là sao không đọa địa ngục? Quá giết người. Mà thường là danh lợi thì tranh giành, anh em cũng sát phạt nhau, cha con cũng tính toán mà giết nhau luôn. Vì coi lịch sử thì ớn lắm, lịch sử thì coi thì thấy ớn lắm. Rồi cuối cùng mình nhìn lại con đường của Đức Thích Ca Mâu Ni ngày đi, mình thấy đúng là ngài là Phật, tái lai là rõ ràng. Người ta thì tranh giành đấu đá với nhau, còn ngài lại buông sạch, khi có tất cả buông tất cả luôn. Và ngài chọn con đường gì? Ba y một bát, tối ngủ gốc cây. Nên khi Đức Phật đi khắp thực, con trưởng giả vào, ông đi sau lưng, ông nói: ông Cù Đàm, sao ông khổ chi mà giữ ông Cù Đàm, trong khi nhà ông là hoàng cung giàu gì, cái gì cũng có, sao ông ở nhà ông sống thì sung sướng đi, ông đi khắc thực chi, ông đi ăn xin chi cho nó khổ gì? Thì Đức Phật nói: vì ông sung sướng chỗ nào? Nhà của ông rất là giàu, bằng đêm ông ngủ không yên, ông đi đâu cũng có người đi hầu hạ, đi canh ông, sợ người ta giết ông. Bằng đêm ông ngủ, ông đang ngủ ngon nghe chó sủa một cái, ông giật mình bật đèn coi này kia, sợ người ta cắp đồ ông. Vợ con thê thiếp của ông lại sợ người ta lấy. Ông bị quá nhiều sự chói buộc, bị sắc chói buộc, bị tiền chói buộc, bị ăn chơi chói buộc, bị bận tâm chói buộc. Rồi cuối cùng nó buộc ông, nó đẩy ông vào tam đồ ác đạo luôn. Vì ông sướng cái gì? Trước mắt thì giống như là đầy đủ, nhưng bị chói buộc quý vị, bị chói buộc. Còn Đức Phật thì ngồi ngay gốc cây ngủ, chuột chó thì chạy qua chạy lại kệ nó, ăn trộm ăn cướp gì gìn sau lưng cũng mặc kệ luôn, có gì đâu mà mắc. Không lấy kinh Phật về nhà thì nghĩ đi đó. Nên mình là người nghe đạo quý vị, mình không được làm nhiều như Phật, nhưng mình cũng có đường chút giống Phật đi chứ. Thấy không? Không đòi hỏi cao quá, mà cũng có chút xíu gì giống Phật. Thấy không? Thì bản thân mình cũng có niềm vui vẻ, an lạc một chút. Nên vậy thì cái tương lai đời người đúng nghĩa là chỗ nào? Niệm Phật cầu sanh cực lạc là tương lai đúng nghĩa nhất. Nhớ nghe quý vị, hồi nãy giờ nói vòng vo đáp án á, đáp án của người niệm Phật chúng ta, người nghe đạo của chúng ta, là cái tương lai đúng nghĩa nhất là gì? Là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bây giờ văn tắt cho vị nghe chỗ này nè. Bây giờ ở thế gian này vị có giàu sang phú quý danh lợi cỡ nào, nhưng mà mai mốt bị chết queo còn gì đâu hưởng, nó đâu có tồn tại đâu mà đúng nghĩa. Còn mình về thế giới cực lạc, vị coi trong kinh nêu lên rõ ràng không? Muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, thần thông tự tại, năng lực đi mười phương chư Phật cúng dường chỉ một niệm. Rồi á, mặt đất thì là bảy báo, thân thì không già không bệnh không chết, mỗi ngày thì vui vẻ tự tại. Mình ở đây một cái người có tiếng tâm một chút, mình đi đâu mà người ta giải hoa dài cộng với đất cho mình đi, người đó cũng là dữ lắm hơn. Hoặc là thỉnh một vị cao tăng nào đi đến cầm hoa phun phun lên dài cộng, mà có khi hoa đó để mấy ngày nó bị ủ, bị hư, hiểu chưa? Đó. Còn cái này thế giới cực lạc, hoa người ta là hoa thơm, hoa xịn sò không à, mà hoa giải mà mỗi ngày lên bằng cả gang tay, hoa này vừa chuẩn bị cũ là tự biến mất, hoa kia tiếp tục rã xuống. Thân thì không bao giờ bệnh hoạn gì hết trơn. Còn quý vị có giàu cỡ nào ở đây bị có bệnh không? Bệnh le lử luôn. Hiểu không? Nói câu thô quá, cái thằng nào con nào ở đây cũng bệnh. Hiểu không? Thằng nào mà không bệnh đâu. Hay ho gì? Đúng quý vị. Rồi thêm cái đơn vị coi, mang cái thân này hãy bình tĩnh mà suy nghĩ đi. Đẹp cái gì? Trời ơi, bản thân mình mà còn không biết mình đẹp cái gì nữa. Không là mình mà còn giấu che cái gì, mình không biết mình hả?
mang cái thân này là cái thân mà gọi là tinh cha quyết mẹ dơ giấy hội tụ thành, thân tứ đại hợp thành, mà từ cái nhân của cha mẹ kết hợp những cái sự ô uế mà kết thành cái thân này. Thân này là thân mà thấy đó mắt đó, khỏe đó bệnh đó, trẻ đó già đó. Rồi bây giờ mình mang cái thân này, dù là nghèo nàn xấu xí hay là giàu sang đẹp hoa hậu người mẫu hay đẹp cỡ nào đi chăng, hãy bình tĩnh xem xét cái thân, thử coi nó đẹp chỗ nào. Trời ơi, một ngày không tắm thôi thúi ùn mà đẹp. Đẹp quá vì sao chúng ta đi đâu cũng xịt dầu thơm? Nếu nó thơm mà đẹp xịt dầu thơm chi? Do nó thúi nên mình phải xịt dầu thơm. Sợ lỡ gần người ta thúi nên mình mới xịt dầu thơm. Nhưng Đức nói câu mình là tôi luôn á. Tôi không có trừ tôi thì tôi nói rõ cho nghe. Hiểu không? Quý vị công nhận không? Không nhận thức để sâu sắc đi quý vị. Để mỗi một con người mình có cái tâm giải thoát quý vị à. Hiểu không? Đó. Mình nói đây là nói cái vô thường mà để mà cầu sanh cực lạc. Thì phân tách ra cái cõi đời này sao? Nên Phật đã phân tách rõ ràng ta bà khổ, khổ không nói hết. Còn cực lạc vui vui chẳng nghĩ bàn thì mình phải nói giữa ta bà và cực lạc chứ à. Để đắp vào tương lai đúng nghĩa, để chọn con đường mà đi. Hiểu không? Cho nên á, thì thấy cơ thể chưa? Còn trẻ thì còn được được. Lớn tuổi một chút thì bắt đầu là bê xề bể xệ. Thấy không? Mấy bà thấy chưa? À, lúc còn con gái thì còn nõn nà có được. Mấy bà lớn tuổi một chút rồi mấy bà thấy chưa? Không lẽ mấy bà không thấy mấy bà nữa thôi. Mà còn giấu cái gì? Rồi càng ngày nó càng ủ rũ. Cơ thể ủ rũ hiểu chưa? Ủ mà còn rũ nữa. Thấy không? Trong mấy bà trong chùa, mấy bà cụ kìa. Hồi đó cách nay hơn 10 năm về trước, 300 chú trong chùa tu gặp người nữ cái ưa động tâm. Những đứa nói bây giờ phải tìm chỗ nào cho mấy chú này được đến chơi cơ ta. Cuối cùng những đứa dẫn là tâm thần. Ở dưới đó Đức chồng chút á, nó có hai cái vị trí tâm thần nữ, hai vị trí nam. Thì những Đức mới dẫn mấy ổng vô trong cái chỗ bên nữ tâm thần. Tại những Đức cũng thân với bên đó lắm, những Đức ưa qua lợi hỗ trợ thân. Nên những Đức dẫn vô cho mấy ổng coi. Thì cái gì vàng tâm thần mà nặng căng nhất là nó chằn chuồn luôn. Dẫn cho mấy ổng vô cho mấy ổng coi. Ông nào ông nấy coi xong xanh mặt xanh mày. Hết tham luôn. Thì biết rằng nước ở trên nó chảy xuống, nước ở trên nó chảy xuống, còn ở dưới con người ở dưới sống. Cái đó có một cái lu đựng nước. Thì muốn tạt nước cái gì thì tự tạt nước thí đại trong cái phòng nhốt lại. Tâm thần nặng nhất. Còn á, phần nhiều là nằm tập thể, chỉ có chiếc chiếu. Nhưng mà tâm thần mà xé rồi quýnh lộn tùm lum ra. Nên từ đó nhìn vô nhìn cái cảnh đó, con người hạ cấp quý vị. Loài người hạ cấp. Mấy chú nhìn cái. Những Đức nói mấy ông còn muốn không? Muốn thì tôi tìm cho anh em. Ông nào ông nấy đầu hàng chịu thua. Nó thì Những Đức về phân tách, Những Đức nói nó chỉ có một loại thôi. Là cái biết á, thì nó gọn gàng sạch sẽ một chút, tô son chép phấn bên ngoài, xịt miếng dầu thơm, đúng không? Còn cái không biết thì nó bày hầy thôi, chứ nó chỉ có là như vậy đó, chứ không phải là giàu mà nó khác mà nghèo khác đâu. Nó y rang à, nó không có khác đâu mấy ông u, đúng không? Nên mấy cái ông mà có vợ á, đủ rồi, được rồi, có là được rồi, không có cái gì lạ đâu. Y rang, nghe không? Nhưng mà đặc biệt nhất là mình về mình tắm ao mình, dù trong dù đục ao mình vẫn ngon, nghe không? Chứ mình tắm ao tầm bậy tầm bạ có chừng sida đầy mình. Tại ao mình có mình tắm, mình tắm nó chắc ăn hơn.
Còn ao tầm bậy tầm bạ là nhiều người tắm, tắm bậy bạ tắm chung bị dính sida, ghẻ chốc tùm lum, thấy không? Nên mấy ông mà nghe gì rồi thôi về tắm ao mình đi cho nó chắc. Nó nên mỗi một con người mà nghe gì hãy bình tĩnh mà xem lại bản thân mình. Bình tĩnh mà xem lại bản thân mình. Có cái bà kia bà gặp những đứa, bà hỏi dạ thưa thầy, con có một cái bệnh rất kỳ cục. Những đứa hỏi bệnh gì? Mỗi lần con tắm, tắm lâu ghê lắm thầy. Mỗi lần tắm lần kia cạn nước luôn. Vì sao kỳ vậy thầy? Nghiệp gì? Những đứa nói bà cái nghiệp ở dơ. Nghiệp bà ở dơ quá nên bà tắm lâu. Vậy thôi. Còn người ta thì đỡ dơ thì ta tắm mau, mau sạch. Còn bà thì chỗ nào cũng hôi nên bà tắm lâu. Bà nói ủa sao thầy nói đơn giản mà sao ý gan nha. Ghê không? Vậy cũng đi hỏi nghiệp gì. Trả lời vậy mà chịu nghe nha. Mà nhờ trả lời vậy mà bây giờ quý vị mới được nghe luôn nè. Thấy không? Mình bây giờ được sanh đến cái quốc độ này, có nước đầy đủ mà tắm mà uống. Bây giờ mình không biết tiết kiệm, mình xài cho phí phạm đi. Rồi đời sau mình hết phước thì mình sanh vào châu Phi á. Nó mình sanh vào ở dân tộc tiểu số. Bây giờ mình đây mới đẻ ra là có người ta rồi lo lắng. Còn dân tộc á, ở trên Đà Lạt á, trên núi có dân tộc á, mới đẻ ra ngâm nước. Kỳ cục ghê. Nó mạnh còn hơn cái giống gì. Nít mới đẻ là ngâm nước. Vậy đó. Vì biết là trên Đà Lạt hồi xưa nhà Đức mới lên trển nè, lạnh hoàng chết luôn. Còn nít dân tộc nó chằn bằng quần đùi nó chạy vòng 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 vòng, nhảy xong chụp 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 tông, tắm xong lên phơi nắng chơi, không bệnh gì luôn. Mới đẻ nó còn ngâm nước mà. Còn bây giờ con mình đi ngâm nước chết queo. Cái bản lãnh của dân tộc người ta sống là được vậy rồi. Thấy không? Nó nên từ nơi đó. Mà ngộ lắm, đến gần của nó, đến gần nó nghe. Nó không có hôi như mình. Ít tắm mà sao nó không có hôi. Nó bình thường, lạ ghê. Còn mình á, mình mỗi ngày mình tô phân chét dấu, bởi vì nó hôi là phải rồi. Nó, quý vị mà nghe đi, nghe nói thô thô vậy mà suy nghĩ kỹ đi. Trời ơi, đánh cho nhiều đi rồi nha, mặt hư hết trơn, không phải là phân chứ gì. Phân hại, hiểu không? Nếu như cả đời quý vị mà không đánh phân á, ít đánh phân á. Cả đời quý vị mà không đánh son phấn á, phấn xóm á, thì á, những đứa nói da mặt quý vị tới già vẫn còn đẹp. Tới già vẫn còn đẹp. Trong đời những đứa gặp hai người này xác thực luôn. Một cái đứa làm chung ngày xưa, nhỏ tên Châu Chấu. Nó tên Châu, những đứa kêu Châu Chấu. Một ngày nó đánh ba lần, tại chỗ làm thấy rõ ràng hỏi nó. Những đứa hỏi rõ ràng luôn xưa ngoài đời. Ủa, ngày nào cũng đánh gì hả? Những đứa thì có người nó ưa hỏi. Gì cũng hỏi, có gì nhiều chuyện, cái gì cũng biết. Ưa hỏi, đánh gần ai cũng hỏi chứ nha. Ưa hỏi cái gì cũng hỏi chứ nha, kỳ cục lắm. Mà hỏi thì người ta trả lời cho nghe, nên biết. Nên hỏi, ủa ngày đánh ba lần vậy hả? Dạ đánh ba lần. Những đứa nói nếu ngày đó không đánh thì sao? Những đứa hỏi mà những đứa còn hỏi cái để đáp án quý vị. Ngày đó không đánh thì sao? Thì họ nói nếu ngày đó không đánh thì da mặt khô sần lên hết. Thì lúc đó thì mình cho qua, nhưng bây giờ mình nói thêm câu. Vậy thì mình làm vợ chứ, mình làm coi mọi cho phân. Phân. Thấy không? Nói thấy chưa? Không đánh thì khô da mặt hết trơn, sần sùi luôn. Mà giống như nói ghẻ vậy, lột lên hết vậy đó. Vì sao? Da mặt nó ăn quen. Nó ăn quen, bây giờ mình đi cho nó nhịn, nó đói. Da mặt mình nó đói, nó sần lắm. Giống như mình đói bụng mà mình sân si. Thấy không? Mình đói mình sân si. Còn da mặt nó đói nó sần. Đó. Thấy không? Nên quý vị thấy cái xã hội càng phát triển thì chúng ta càng khổ. Càng khổ. Thời tiết nóng tới ghê. Hồi đó ngoài đời những đứa có lần những đứa gặp cái cô đó ở trong làm chung, ngoài đời nghe, kể này kể ngoài đời thôi. Xong những đứa hỏi cổ, những đứa thấy cái dáng người cô nó đâu đến nỗi mà nõn nà tròn trịa dữ đi. Mà sao thấy cô bạn đồ sao mà tròn trịa quá vậy? Cô nói không có tròn. Chứ sao? Độn tùm lum. Rồi xong những đứa mới hỏi gì chi ạ? Hồi đó ngoài đời mình đứa hỏi mà. Họ nói là thích đẹp. Đứa hỏi có nóng không?
nóng muốn chết. Nó thấy chưa? Nó còn ngày xưa ta không có đâu quý vị. Ngày xưa ta không có, thấy không? Thì người ta vẫn sống ngon lành. Nhưng mình càng ngày càng phát triển thì tính ra nhiều cách. Con người đầu óc tính ra nhiều cách kiếm tiền, nên chế tạo nhiều loại thứ để cho mình đau khổ chứ. Thấy không? Thấy đàn ông mà bạn có cái áo nóng muốn chết. Vậy mà mấy bà muốn đẹp mấy bà chịu khó ghê. Ghê không? Cái khổ quý vị. Nó khổ gì thăng chưa? Nó, ta nói rõ ràng ra cho nghe đó. Khổ gì thăng đó, thấy chưa? Rồi một ngày nào tự nhiên ung thư ngực. Một ngày nào ung thư ngực, có những người ung thư ngực mà. Rồi cuối cùng chồng bỏ. Mình làm đẹp vì người ta, mình bị bệnh người ta bỏ. Ai khổ? Mình khổ. Mình ung thư ngực mình khổ. Đúng quý vị? Không, tôi là tôi chia sẻ là thật lòng đó nghe. Cho quý vị phân tách thiệt kỹ nè. Bây giờ ngồi Phan hãy nói mắc cỡ gì đi. Rồi Phan hãy nói là ngại ngùng ở đây là phân tách gì. Cái đúng nghĩa của tương lai ở thế gian và đà và giải thoát. Để cho quý vị nghe nè. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ. Gác chân lên trán suy nghĩ. Không, ngồi suy nghĩ nè. Nó, quý vị coi á, tất cả những gì chúng ta làm đẹp để cho chồng chúng ta sử dụng, mà nó sử dụng nhiều quá thì tai hại bản thân mình chịu, đúng không? Mà nó không sử dụng thì mình nghĩ mình bị phế thì mình buồn, mình sợ đi sử dụng cái khác thì mình ghen, đúng không? Nó sử dụng mình quá thì mình á bị nguy hiểm. Nó tối ngày nó bấm nguyệt hoài ai chịu nổi. Quý vị đâu chiếm cái tỷ lệ mà ung thư ngực là phải là bị bấm nguyệt nhiều không? Chứ nếu như người phụ nữ đó không có chồng thì ít bao giờ có chuyện ung thư ngực. Thấy không? Nhớ kỹ nghe. Đó, rồi cuối cùng mình bị ung thư, ai chịu? Mình chịu. Đúng không? Rồi mình gần gũi với nhau nhiều, cuối cùng mình bị ung thư hay bị những loại bệnh mà những cơ thể của mình, khi những chỗ kín, bản thân ai chịu? Quý vị vô bệnh viện da liễu bị coi phải nhiều loại bệnh không? Mà đó là từ đâu ra? Từ ăn chơi hoặc là lạm dụng mà ra. Phải không? Đó. Nên mình còn khỏe, mình dùng cái sức khỏe mình ăn chơi, mình lạm dụng cơ thể quá, rồi cuối cùng bản thân mình phải chịu đựng những việc đó. Thì bây giờ quý vị tin kể quý vị. Rồi một ngày nào quý vị sẽ biết à. À, thì nghe qua đi, có khi nói ông thầy vô duyên, ông thầy mỏ nhọn, ông thầy nói chuyện thô thiện, ông thầy nói chuyện gì mắc cỡ cũng chết, cái miệng vậy mà nói được hay. À, thì có tha hồ mà chữ đi. Rồi sau này bị bệnh là tôi cũng cầu mong cho quý vị nhận thức được Phật pháp, hiểu không? Ồ, cái miệng này một ngày nào cũng có nói được nữa đâu, một ngày nào chết rồi nói được đâu, mà bây giờ sao không nói? Thế quý vị, niệm niệm gì người ta đi. Nên nhiều người cứ đặt câu hỏi, thầy này công nhận giảng dễ hiểu ghê chồng. Giảng rõ ràng hết trơn. Vì rõ ràng vậy mà còn chưa làm, đừng nó giảng mấy mé. Nhân Đức nói cho quý vị, người giảng pháp bây giờ mà giảng mé mé là té xong hết trơn. 100% Phật tử đi chùa khác té xong hết trơn. Đi chùa này quý vị còn đứng trên bờ. Đúng không? Ai cũng cho mình là người á, có tiếng tâm rồi đức hạnh, đâu có ai đi nói những cái lời nói tặng đáy lòng để cho người ta cười chế. Thôi cái đức hạnh đó tôi để vào phần mộ đi, không cần phe phô trương chi cõi đời làm chi cho nó mệt. Nó nên những điều chân thật tặng đáy lòng phân tích cho vị nghe đó. Nó nên cuộc đời của người mình khi bệnh đau thì than chờ trách phận, nhưng quý vị không biết được chính mình đã tạo ra nó, chúng ta đã lạm dụng cỡ nào, thì bây giờ mình phải chịu đựng thôi. Không quý vị, cũng như cái hàm răng thôi, mình xỉa nó hoài, mình nhai hoài, mình xỉa hoài thì nó thưa, nó hư răng, đúng không?
Mình làm việc một chút là bản thân mình muốn nghỉ. Mà cái hàm răng thì bắt nhai cả ngày. Nhiều bà mà vừa làm nhưng mà cái hàm răng vẫn nhai. Xong sọc tối ngày. Tối nửa đêm cũng đi nhai. Tối bụng chạy ra hủ tiếu gọ. Xong sọc. Nửa đêm mà đi mua mấy cái đồ ăn chơi ngoài đường. Xong sọc. Nhai suốt. Rồi tối lại cái đau bụng, ôm cái bụng, biết sao kỳ tự nhiên đau bụng. Ăn cho cố đau bụng, hỏi sao đau bụng. Thấy không? Đó, thấy chưa? Nè, ăn xong á, cho ly nước coi. Dứt tìm ly nước nè. Nó về nhà gặp đi miếng mít, nó công nhận mít. Mít rồi nó nhìn, nó thèm, ghê, tợ đã tợ. Mít nhìn tao ha, mày nhìn tao. Tao dứt mít luôn cho mày biết. Ăn xong rồi nê cái bụng. Ông sao thấy cái bụng kỳ quá ông ơi. Bị coi á. Bao tử của mày lớn rồi, nông vô. Nó tham quá nông vô rồi nó đau bao tử. Bản thân chúng ta tự làm tự chịu. Đúng quý vị. Chưa từng nghe nói thế giới cực lạc mà có đau bụng. Nếu mà thế giới cực lạc mà nói có đau bụng với có ỉ chảy thì đúng. Mà thế nào cũng có nói. Quý vị tụng kinh, quý vị có nghe đoạn kinh nào nói tới giới cực lạc có đau bụng ỉ chảy không? Ở đây thì tùm lum. Tá lả âm binh. Trời ơi, cái lần mà tổ chức với ông Âm ở đây đông nhất á. Lễ Quan Âm xong quý vị. Đi hốt cũng chết. Giường bông giấy, gốc cây. Chơi cục tùm lum. Tại vì không kịp, tại nhà sinh có nhiêu đi đâu kịp. Đại Tùng Lâm qua rồi đi moi móc đi gom góp tiền á, thì Nhân Đức á thì miễn đủ để mà trang trải lễ là được rồi, mất tiêu hết à, trang trải trả tiền này tiền kia trên, nhưng mà còn dư vàng, dư có bao vàng, thầy cho đi vòng đi hốt rồi đi dội nước tiểu. Tại đông quá, ta không kịp thì cũng thông cảm thôi. Rồi có nhiều người mắc quá chạy nhanh. Tới cái nhà cầu đâu có ngồi kịp. Nếu mà ngồi xuống thì nó vô quần tùm lum, không kịp. Vừa vô cái đóng cửa chưa kịp là ẹp tùm lum tùm la chứ. Xong rồi thì đông ì đi ra, ai biết ai đâu. Thiền chút thì cái chú khác đi vô, chú trong chùa đi vô. Thì lúc đó được nhắc hết rồi. Thì lúc đó mấy ông bước vô ông gặp cái ông này mô Phật. Xin Đức Phật từ bi gia hộ cho tâm con như như bất động. Ừ. Trời ơi, làm vậy xin là tôi Nhân Đức nhắc hết trơn á. Tại vì tất cả việc này Nhân Đức đều trải qua hết. Nên Nhân Đức trước khi lễ Nhân Đức nhắc hết trơn. Ban bậy làm việc Nhân Đức nhắc từng chút hết. Để giữ phước báo. Chúng tôi vô sân si chữ mắng là tội chết một. Ok. Biết đâu Bồ Tát đi rồi sao? Không, Bồ Tát cũng chơi ngộ lắm á. Tại vì mình phát tâm cửa nhà vệ sinh, lúc đó mình phát tâm Bồ Tát đạo. Thì Bồ Tát đến chơi vậy để coi mình phải Bồ Tát đạo thiệt không? Bồ Tát chơi ngộ lắm. Tại vì Bồ Tát mới dám làm điều đó. Chứ phàm phu mà làm điều đó đọa phải mồ. Nên tùy suy nghĩ đi nghe. Nó nên á, lễ xong rồi cái mừng nhất của chùa mình á là có được bao phân. Đi á, bỏ phân giấy kệ, không được nhờ cái này nhờ cái khác. Ôi vị ơi à, nhưng mà Phật tử mà đến chùa Đại Quan Âm á, lỡ tu á, phân nó bị cũng đẹp lắm à, thì rõ ràng thì mình cho ăn thì sao trả vậy thôi. Có khi cho rau ăn thì đi ra rau. Mình coi nó ô Phật tử này đúng là Lại Quan Âm phân cũng đẹp kìa. Phân chai. Thấy chưa? Nó nên vị thấy cái cõi đời chưa? Nó vậy mà nói cái tương lai ở cõi này ghê quá hả? À, vậy giờ chọn tương lai ở đâu? Là ai muốn nhận sanh đưa tay coi. Ừ. Đó, thấy không? Nó nên cái tương lai cái cực lạc mới đặc biệt. Vị cực lạc nè,
không có gần cái chuyện mà ăn uống mà không tiêu hóa, không bị dính, không có bao giờ bị đau bụng đi cầu, hiểu không? Thân thể không bao giờ bệnh, không bao giờ già, và đặc biệt không bao giờ chết. Đặc biệt chưa? À, mắt mũi miệng đều rất đẹp, răng không có một cái hư, tuyệt vời chưa? Nà, mà quá đẹp luôn. Còn ở cõi này bị coi đẹp được bao lâu? Bây giờ ngồi trong đây này cũng có những cô đẹp lắm, nhưng đẹp được bao lâu? Hiểu không? Hiểu không? Đẹp bao lâu? Trời ơi, được mấy chục năm, còn cái gì mà đẹp? Mấy bà cụ trong chùa, quý vị biết rằng giờ mấy cô tắm á, cởi đồ ra hết, bành ra gì tắm. Những đứa đứng như đứa nhìn, nhìn để mình coi cái vô thường của bản thân. Đứng nhìn luôn bà già mà tha hồ mà nhìn, thấy không? Nhìn mấy cô trẻ thì không được, chứ nhìn bà già được. Nhìn để coi vô thường của đời người. Tàu ô, kinh thiệt. Bây giờ thịt với mỡ hết trơn rồi, thịt với mỡ không còn, còn da với xương mà, nó lòi lõm ra hết, nhìn thấy ghê lắm. Quý vị có tắm với người già chưa? Nó nhận thức đi, bản thân mình đó, rồi quay lại bản thân mình mà nhìn, rồi một ngày nào mình như vậy đó, hiểu không? Vậy mà không chịu lo tu, không chịu lo tu để cầu sanh cực lạc, mà lo ở thế gian này quá nhiều. Chúng ta sống ở cõi đời thì chúng ta cũng phải làm cái gì cõi đời, nhưng nó giới hạn với một mảng nào thôi. Hãy dành rất nhiều về cái mặt tâm linh để tu hành, để cầu giải thoát. Nghe không? Người vậy mới khôn quý vị ư? Rồi một ngày nào mình bệnh đau, dù bị bỏ rơi, nhưng mà trong tâm tư của mình vẫn không đến nỗi bị hụt hẳn. Bây giờ dù chồng vợ thương mình hết lòng hết dạ cỡ nào, dù con hiếu thảo với mình nhiều cỡ nào, bản thân chúng ta cũng gầy dựng con đường đi về cực lạc đi. Ai biết một ngày nào người ta trở tay bắt tử với mình sao? Không ai ngờ được đâu quý vị ư? Nhớ nghe, dù bây giờ mình cực kỳ đẹp, nhưng mà có khi người ta chán mình, người ta cũng bỏ đó quý vị ư? Đẹp thì đẹp nó cũng bỏ nữa. Quý vị coi có những người đẹp trong cõi đời này bị bỏ không? Vì mình đi nhìn họ đẹp, nhưng mà cái người này nó dùng nhiều quá, nó đâu còn thấy đẹp, đúng không? Nên nó đây rõ ràng luôn. Nên cuộc đời của người này là con người ta đến với nhau nó chán quý vị ơi, chán nó. Nhưng mà khi á, chồng nó bỏ ra rồi, thằng khác nhìn lại mê. Thằng khác nó nhìn tại nó chưa có biết, nhưng mà nó đến với mình rồi nó cũng chán nữa, hiểu không? Nên bản thân của mình muốn người ta đừng có chán mình, là mình đừng có cho cái gì chân thì nó không chán, hiểu không? Ai mà mấy bà ham chi thì người ta chán mấy bà thôi. Nà, mấy bà cũng là moi móc tìm kiếm đá lông nheo đồ chứ, hiểu không? Là mấy bà gán chịu thì xong rồi thì nó tưởng đâu cái gì cũng là vậy nữa, chán ghê, thấy chưa? Đó, nên á, nói câu này đặc biệt lắm á. Nên á, mình đã có chồng có vợ rồi, lỡ mà nghịch cảnh nghịch duyên hết nợ gì xa nhau đó, thôi từ hôm nay đừng có cho ai nữa hết á, thì mình luôn luôn giữ cuộc đời từ đây về sau mình tu hành luôn rồi, đúng không? Quá đặc biệt nha. Chứ không thằng khác đến là nó chán nữa à. Rồi mấy bà cuối cùng mấy bà lỡ rồi mà lao luôn thằng khác nữa, thằng khác nữa. Có khi một đời mà bao nhiêu thằng, thấy cuộc đời mình sao tội lỗi quá, rồi cuối cùng mà thôi tạo nghiệp luôn. Rồi bắt đầu là sống trong cái sự ảo ảnh trần gian giả tạm cuộc đời, rồi chết đi đọa lạc luôn. Nên từ nơi đó quý vị ơi, mình gặp Phật Pháp là mình mừng lắm rồi quý vị. Nhất là nghe ông thầy ông giảng nhiệt tình kiểu này, giảng này gọi là bốc khói, bốc nghiệp quý vị, khói nghiệp bốc luôn. Kiểu này còn ai mà dám giảng kiểu này nữa chàng, đúng không? Đó. Nó trong cuộc đời này á, ta từng nói lời thật thì mắc lòng, nhưng thôi thật đi quý vị. Ồ, nghe không? Thật đi nó yên tâm hơn.
Nên chúng ta đến với nhau chia sẻ Phật pháp nhau, cùng tu tập. Về nhà gia đình có thờ ngôi Tam Bảo, cố gắng dụng công tu mấy chị ơi. Nghe không? Bây giờ mà mấy chị lên chùa có 2 ngày, ngày rưỡi, rồi xong mấy chị về đời mấy chị lang thang, không mấy chị không chịu tu. Ôi, kiểu này chắc cũng khó giảng sanh. Chị về nhà lang thang không chịu tu mà, không chịu niệm Phật luôn. Rồi vô chùa thì bận đồ lam đồ ngon lắm, mà ngày mai bắt đầu là bận cái điếc ngắn lảng lảng ngoài đường đó. Thấy không? Rồi mấy chị sao giảng sanh? Mấy chị vô đây thì hỏi giảng sanh không? Không sớm sớm. Hiểu không? Ít gì á, vô đây nghe gì thì về nhà cũng phải niệm Phật tinh tấn rồi. Bạn biểu gì cũng niệm Phật. Thấy không? Nó thứ bảy chủ nhật tuần nào vô đây á, nghe cỡ mở. Mà về là bạn vô. Vô chùa thì cỡ ra. Vừa bước ra khỏi cổng chùa thì bạn vào. Cỡ cái gì? Cỡ quyền não tham sân si. Bây giờ đang ngồi đây là cỡ nữa nè. Phải mặt tươi rói chưa? Thấy không? Từng nào vô đây cũng ngồi đây để cỡ hết trơn á. Cỡ tham sân si. Nhưng mà một chút ra tới nhà ăn cái chừng bạn vô rồi đó. Chưa đừng nói chưa về nhà nữa. Khi bước ra tới chỗ đó mắc đôi dép là thấy bạn vô liền. Hoặc là lên xe là chuẩn bị bạn vô rồi đó à. Đâu ai, đâu ai? Đâu ai, còn đứa, đứa đâu ai? Trời ơi, tôi đi cái này chắc tôi chết quá. Chạy hồi nãy tới giờ 4-5 vòng mỏi chân muốn chết luôn rồi. Mà mé mà chạy vô mà thông báo coi. Kêu mẻ ra liền coi. Tôi nói á, lần sau mà còn cái này nữa nè. Tôi nói cho bà biết nghe chưa. Lần sau mà còn gì nữa bà đừng đi với cái đồng xe này. Bà điện đoàn nào bà điện đi. Bao nhiêu người chờ bà. Bà nghe thầy giảng chưa? Bà đoạn duyên đoạn phước. Thôi thôi em thông cảm đi em. Em nghe thầy giảng mà sân si quá. Sân si gì? Sân si gì sân si? Bà làm tôi sân si đó tôi. Thấy chưa? Có không? Bây giờ nói gì cũng có ghê thì. Ghê không? Nè, nghe gì đó. Trời ơi, bởi vì tôi nói ngồi ở đây là cỡ ra. Bởi vì tôi nói á, cái năng lực phàm phu nghiệp lực nặng nề chỉ có ngay Phật mới cỡ được. Ngay không? Ngay Phật mà tượng Phật cũng không cỡ nữa. Tại tượng Phật có nói gì đâu cỡ. Phải có tăng bảo mà nói mạnh mẽ như những đức mới cỡ nổi. Đúng không? Thì thấy Phật ở trên tăng ở dưới chưa? Nó, nên tăng thế Phật để nói cho bị nghe. Nó ngồi vui mặt tươi rối thấy chưa? Nó cỡ rồi đó. Thấy không? Nó mà ngồi gần gì là dễ cỡ nè. Có những người mà ngồi tuốt ở xa, nghe mấy bà phía trước này vỗ tay vui quá. Có khi ngồi ở xa cỡ không nổi. Ngồi tuốt phía sau á, không biết cái gì đâu mà vỗ tay hoài. Đó. Trong chánh điện mà xa một chút là cũng là bận vô nữa rồi đó. Bận tham sân si cỡ không nổi. Bởi vì mấy cái bà này nặng nề quá, mấy bà lại ngồi gần tôi không đi mà cỡ ra. Có người ở xa thông cảm giùm cho mấy bà. Bà sân si nặng nề quá mà. Từng nào mấy bà cũng lên đây bà ngồi gần để bà cỡ ra. Thôi tội nghiệp mấy bà nghe. Thấy chưa? Nó nên từ nơi đó vị thấy rõ ràng luôn á. Bởi vì nói sao mà chúng bon mà tôi đâu có trong đầu xe đâu. Mà cũng có hỏi trưởng đoàn là sao mà nói y đan luôn đúng không? Thấy không? Mà đây là đi chùa chuyên tu đó nghe. Mà nghe pháp là nghe mỗi ngày. Gọi là nghe mà nó nói âm dập vui luôn. Chứ không chi là đi thập tự. Trời ơi, mình nghĩ cho thập tự cho nó cỡ nào trời. Mấy vị biết rằng những đức á, bởi vì cái gì để ý mà thấy ra. Có lần mà phải đoàn đi thập tự đi vị. Đi vô chùa, vừa đi vô cái bà trưởng đoàn mới cầm cái cờ phát xuống giường cái. 7 phút sau có mặt đại xe. Mà cái mặt nó thấy ghê lắm. Tôi nói cái bà tiểu đoàn cái mặt nó ghê trời. Tự nhiên nó phát cờ cái vô xuống nó nói nè.
7 phút sau có mặt tại xe của mấy bà. Nghe chưa? Bà nào 7 phút mà không có trên xe, bỏ. Thôi giữ đồ dặn đi cái mặt cái kia gì chợ. Trời ơi, vừa thả xuống xe chạy vô. Biết chạy đâu không? Đi vệ sinh. Bà nào bà nấy không đổi dép đổi gì hết luôn. Mang guốc, mang giày, mang dép tông vô nhà vệ sinh. Vô những đứt nghỉ chắc tiểu cũng ướt quần ướt áo hết. Tại cái kiểu ba chơi kiểu đó mà chịu gì nổi thì nghỉ đi. Rồi xong vô nhà vệ sinh phụ nữ mà. Thì từ đó đi vô đây đi ra là 7 phút rồi. Chạy cái xe luôn. Bước ngay chân chỗ trước chánh điện nó đâu có vô đây đâu đứng đó. Rồi chạy ra xe lên xe gì 7 phút. Kinh chưa? Nó bây giờ những đức nói mấy cô đến đây là nghe những đức giảng cỡ này mà còn gặp đạn đó. Có đạn bắn á. Không chi á mà không nghe giảng gì hết. Thì sân si cỡ nào? Đúng không? Nên chúng ta ở cõi này á, diệt sạch mà tham sân si á không có được, nhưng mà giảm thì được. Giảm, đúng không? Mà quý vị đi đến chùa mình quý vị có giảm không? Có mà phải không? Thấy bà nào cũng sáng sủa được. Đúng không? Chứ mà giống như cái bà trưởng đoàn kia thôi chịu thua. Cầm cái cờ 7 phút sau ra xe nghe. Ôi tao thấy ghê. Bữa đó thấy rõ ràng có một bà trưởng đoàn này trong đây nè. Bà lên xe tàu bà quơ tay quơ chân lia lịa. Những đứa kia một chú chạy coi cái bà đó làm gì thấy ghê không? Cái chú kia cũng chạy ném gần gặn nghe thử bà làm gì. Bà la nó đâu hả đâu tiêu con rồi, đâu mất tiêu rồi. Tàu ô bây giờ có mình bà à. Chạy vô thông báo coi. Chạy vô đây mượn video thông báo đoạn bình tích có bà đó bị lạc, tranh thủ ra xe liền, chậm trễ bỏ ở đây luôn. Trời ơi, cái bà kia chạy lúp xúp ra. Cái bà trưởng đoàn nó lộn nè. Bà làm thì ghê. Thì mấy chú cũng nói công nhận cái bà này giữ thì thầy ơi. Nói trời ơi, mấy bà trưởng đoàn không giữ sao làm trưởng đoàn. Trưởng đoàn không giữ sao làm trưởng đoàn chúng. Cũng như những đức mà quản chúng mà không giữ sao làm quản chúng. Hiểu không? Không mà nói tới cũng nói lui. Có nhiều bà mấy bà cũng xịt sàng sang lắm mấy vị. Bà tịch tịch tàng tang chơi kỳ cục lắm. Bà ghen chút trái dưa leo. Ghen chút trái bầu. Phụ nữ mà bà ghen rồi chút, bà ghen trong kia chút. Chút cái bà đi ngang bà ngóng bà nhìn cái gì mấy cô. Tại quán hộp é. Cho đi bà lên đi vô. Đi vô kiếm ly hộp é. Một chút đi ra tay cầm giỏ, tay cầm giấy bầu, tay cầm ly hộp é. Hỏi bà sao bà đi chùa bà xách đồ nhiều dữ vậy? Cái này cho cháu, cái này thầy nói đem về cho con uống nó bỏ rượu. Mấy bà sực sàng sang với đó mấy vị ơi, không giỡn đâu. Bởi vì mấy bà trưởng đoàn cũng mệt á, nhức đầu nhức miệng, đúng không? Nhức miệng nhức đầu luôn á. Bởi vì làm trưởng đoàn phải kiên nhẫn lắm, nên cũng phải sân si á, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nha. Những đức nói là 100% ở cõi đời này khó tu, mà tu được thì là số 1. Đúng không? Bởi vì bị nhiệt tình ở cái cõi đời này mà dẫn ta đi tu Phật Bồ Tát. Đang khen quý vị. Đang khen quý vị không giỡn đâu nghe. Ngồi nóng được gì đau chân mà ngồi im. Phật Bồ Tát khen quý vị. Đúng không? Siêng năng tu hành để quyết chí cầu sanh cực lạc. Không mà mình á thì cái mình á là vui nhiều, nhạc cừ lắm vậy. Hôm qua mình ra cúng lý thực bên chùa mới kia, gặp có bà Phật tử. Nó chắp tay mà mình tự nhìn mình không dám nhìn mắc cừ cũng chứ. Chắp tay làm nè. Tao chào chú bà được à, tao mắc cừ quá. Đang là cúng lý thực mắc cừ quá chết mà gia trì mà. Gia.
có cừ chị không nổi vậy, da cũng không có chị. Mấy thầy biết mà ngồi dưới trước mặt mình mới chắp tay là nè. Người ta chứ bình ta chắp tay nhì đi. Nhì được rồi đúng không? Là được rồi. Bả chưa? Trời ơi mấy bà này cho tôi hướng dẫn chứ, cho mấy bà này cũng tiếu kìa. Làm cho bà cừ á cái gì. Mà bà làm ngộ lắm. Mình đọc cái này kia nói này nọ, đứng á, bà đưa tay làm nè. Chịu đâu nổi đâu. Có cừ cũng chết. Chịu không nổi. Gặp mình xác định cũng kém. Gặp cừ chịu không nổi. Cừ theo luôn. Trời cho trong chùa sao nhiều việc mắc cừ quá trời mắc cừ. Nó vậy thấy chứ. Nên nó đa dạng việc trong chùa mà khi quý vị đi vô chùa mà nhất là chùa đông. Vì thấy có rất nhiều việc. Nhưng mà mình dùng cái câu của Phật Bồ Tát dạy, câu này hay lắm, từ bi hỷ xả đi. Đúng không? Đã đi vô chùa thì mang cái tâm từ bi hỷ xả đi vị ô. À, từ là ban vui, bi thì cứu khổ, hỷ thì quan hỷ là vui vẻ, xả là hồi buông ra. Gặp những cái thuận cái nghịch thôi buông ra đại vị ô. À, nhất là lễ bí quan âm nè, bên đó nè bắt đầu là có mang cái tâm trước đi từ bi hỷ xả. Thấy không? Ghi cái bảng hiệu đeo ngay cái ngực, từ bi hỷ xả. À, làm băng rôn luôn. À, hành nguyện quan Bồ Tát mà làm băng rôn, buộc ngay cái chén màu vàng có chữ màu đỏ, từ bi hỷ xả đó, cái treo vậy đó, để mà vô trong cái pháp hội 3000 lại này, trong 3 ngày mà sống ở trong chùa nó mọi mặt cái gì cũng chặt chội hết dân đó, rồi mang cái tâm từ bi hỷ xả 3 ngày đó để mà sách công đức phước duyên về nhà. Nghe không? Nếu ông khéo là bác sạch nhất đó nghe. Không có chuyện giỡn đâu. Cái này câu này quan trọng nè. Để mà gầy dựng khi đi về chùa mà đông người gì. Nhiều việc lắm. Có khi mà chen lắng lấy cơm thì cũng mang cái tâm từ bi hỷ xả vậy ơi. Vô nhà vệ sinh mà thấy kẹt hết dân, đứng đợi cũng từ bi hỷ xả. Chứ đừng có gõ hoài ở trong nó xả mình nè. Không có giỡn đâu. Chữ sùm ở trong á, bực bội. Đi sắp ra, nó gõ cái chạy vô rồi. À, nên á, không mà thiệt quý vị. Mà thà để người ta đi, im gu để người ta đi đi. Để người ta đi thì nó ra một cách kỳ à. Đừng có gõ. Những cái bộ phận cơ thể mình nó kỳ lắm. Khi nó mắc cỡ là nó không ra. Nó kỳ cục, mình gõ một cái là gõ ngoài thôi là nó không có chịu ra. Ừ. Nên để nó tự nhiên. Tự nhiên là vô cái ẹt cái chạy ra. Ờ à, mau lắm. Đừng có gõ người ta quý vị ơi. Ta đang đi mà gõ không được. Nó nên cái bà kia bà hởm nó mới chạy ra bắt chữ nhỏ đó. Tôi nói cho bà biết. Thà bà để tôi đi đi, tôi sẽ ra hồi nãy tới giờ. Gõ làm chi mà tôi ngồi lâu. Hỏi sao kỳ sao gõ bà ngồi lâu. Ra không được. Ghê không? Không thấy nhà vệ sinh mà có người ta rồi đừng gõ nghe. Để những đứa kêu mấy cô đi chuẩn bị cả 100 cái bô. 100 cái bô di động. Gọi là vệ sinh di động mấy vị. Lỡ bất giận. Ông mà tính này cũng hay mấy vị. Lỡ bất giận thì mình để nhà vệ sinh di động đi. Ngay chân chỗ nhà vệ sinh bự, mình để cái bảng vệ sinh di động. Thì bây giờ vô tới kính nó chưa mà mắc quá sách cái bô. Đi kiếm cái con cây nào ngồi xuống đãi. Đi xong á thì lúc nhà vệ sinh nó chống rồi mình vô mình đổ vô nhà cậu. Bây giờ mắc quá sao chịu nổi nên mua khoảng 100 cái bô. Có ai cũng vừa mua đại 100 cái bô, 200 cái bô đem lại đây. Ông cái này hay vậy. Nhà vệ sinh di động phải không? Mình để thêm mấy chữ vệ sinh di động xin đừng quậy phá. Để thêm chữ nữa là dùng xong đem về chỗ cũ. Tự ông để kiểu đó, dùng xong nó quất lên luôn rồi. 100 cái nào mà nó quất tùm lum chứ. Qua lễ thầy trò thì lục bồ thế một. Trời đúng là cái chỗ đông người nó đủ chuyện xảy ra.
không mà không không những cái điều như Đức nói đó nó hay đó quý vị. À, à, thì vị coi thành phố rồi đó, chỗ nào mà được á, chỗ nào mà có bán bô á, loại bô nào mà... nhỏ lớn thì cũng ngồi được, không lựa cái loại bô mà lớn á thì ngồi nó giãn ra, mà nhỏ thì ngồi thì nó vừa. Biết nhỏ lớn không? Nhỏ lớn mà mấy bà cũng biết nó mệt tới ghê. Nên từ nơi đó mà không phải tính gì đó vị ơi. Chứ không thôi mà thật sự mà nói mắt tiểu tiện nó không đơn giản đâu. Nói càng nói thì mới thấy cái cõi đời này nhiều cái phiền phức. Cái pháp hội của Đức Phật A Di Đà giảng không biết bao nhiêu chúng sanh mà nói. Có ai mà tính cái chuyện mà nấu cơm hay là đi cầu vậy đâu. Thấy không? Bởi vì muốn về cực lạc là đúng. Rõ ràng không? Khổ đau cùng cực dùng phương pháp nào để giải khổ? Niệm Phật. Nhớ nghe, khổ vì vợ, vì chồng, vì con, vì mọi mặt trong cuộc đời. Muốn giải khổ ở cõi đời này và vô lượng kiếp thì niệm Phật cầu sanh cực lạc là giải khổ hay nhất. Nhớ. Muốn cầu an cầu siêu cho người thân dùng phương pháp nào? Niệm Phật. Niệm Phật đi. Gia đình mình bây giờ lộn xộn lu bu rắc rối, nhà cửa làm ăn không lên nổi. Về nhà một cái là không muốn ở nhà. Có không? Có những người về nhà không muốn ở. Vì sao? Vì trong gia đình mình có nghịch cảnh, nghịch duyên, quán thù chú ẩn. Nhớ nghe. Các vị coi bây giờ những Đức tối ngày thích ở trong chùa là vì ở trong đây những Đức không có quán thù chú ẩn trong đấy. Nên những Đức về đây những Đức mát mẻ, những Đức thích. Còn bị đi về nhà mà bị không thích ở nhà, có nghĩa là gia đình quý vị có quán thù chú ẩn. Hiểu không? À, nên mà nói mà hai vợ chồng mà chia tay nhau mà cắt cái nhà chính giữa, phân cái nhà chính giữa, hàng người ở bên khó làm ăn được. Tại vì dù cỡ nào cũng vợ chồng, nên vợ dẫn người khác về hay chồng dẫn người khác về thấy chướng mắt, làm ăn lên. Thà có duyên thì ở cùng nhà, hết duyên thì nhà ai nấy ở, chứ đừng có làm miếng vách. Người người ở bên mất công mệt, khó sống. Nó giống như cái gì hàn gắn được thì ngồi lại nhau nói cho rõ ràng để hàn gắn. Còn nếu là dở dở ương ương mà khổ thì thôi cúp, phức cho rồi xong. Giống như có những cái tôn giáo người ta còn ăn thịt chúng sanh, nhưng một dao chí mạng, một dao một đi luôn. Ví dụ như ai mà giết tôi đi thì tôi nói câu chơi dùm dao cho xong, đừng có cắt từng miếng thịt, đau đớn lắm, khổ lắm, hiểu không? Dứt một phát rụng cái đầu xong, hiểu không? Đừng có mà la, đừng có cắt từ từ. Bị coi bây giờ mà nó, bây giờ nó giết mình mà bây giờ nó cầm dao mà nó để vô chân hay gì, nó làm cọt kẹt cọt kẹt, nên mày đau mày chơi kỳ mày giết giết đại đi, mày cắt từ từ đau quá, hiểu không? Thôi chơi con dao đại đi cho tao xong, đi luôn, đúng không? Nên có những cái tôn giáo người ta giết loài động vật nhưng vẫn có tâm từ bi. Một dao chí mạng, một phát một. Nên có những loài động vật mà khi người ta giết, đang thịt tội lỗi nặng là gì? Đập, dập thịt, xong mới màng. Con dê phải không? Đau khổ chứ, bởi vì mày dê quá mà. Bởi vì mấy cái ông mà ưa dê là tội nặng lắm. Mấy ông thấy chưa? Con dê, khi bị giết là bị quýnh vòng mình, dập thịt rồi mới giết. Vậy là tôi tin chắc mấy cái ông mà ưa dê vợ người ta lại ghen. Nó dê nhiều, đúng không? Nói vụ con dê mới nhớ là mấy ông này dê, thấy không? Nó mấy ông dê với mấy bà dê, có mấy bà dê nữa đó, có đó trong em có đâu trời, đàn bà dê nữa đó, đâu phải không? Không đâu trời, có đàn ông nó cũng dê mà đàn bà nó cũng dẻ nữa. Ồ, có đàn bà mà cũng không phải đơn giản đâu trời ơi. Có những người đàn bà kỳ cục lắm, dê đó. Nó nên dê là bị quýnh với con dê, đau khổ te tua tả tơ, thấy không? Nhưng mà giết con vật mà bằng cách đó là tội lỗi nặng dữ lắm. Dù biết rằng mình còn ăn thịt chúng sanh như một dao chí mạng, không? Một dao chí mạng. Nên có những cái đạo giáo người ta giết con vật người ta vẫn có cái cầu nguyện, đó vẫn là có một tấm lòng, không phải là giết bằng một cái tâm quá dã man. Có những con người giết con vật mà mình sanh như một cái tâm địa ngục liền,
đó là cầm con vật lên là địa ngục xuất hiện liền, hiểu không? Nhưng có những đạo giáo người ta giết con vật là người ta có sự cầu nguyện, tại vì người ta còn ăn thịt nên người ta giết con vật, nhưng người ta có sự cầu nguyện, cái tâm người ta vì sống mà người ta phải ăn con vật này để người ta sống, người ta phải giết con vật này, nhưng một dao chí mạng như thế nào. Nên những người mà còn ăn thịt chúng sanh á, giảm bớt cái tâm mà gọi là giết mà sanh vui, giết mà sanh vui, tại vì nó chết nó đau mà mình sanh vui thì tội mình nặng quá, hiểu quý vị? Nó nên từ nơi đó mà mình có cái tâm thiện một chút để nó đỡ tội một chút, nhớ kỹ nghe. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình, quý vị, khi mà mình sống trong cuộc đời này, những cái mà nghiệp duyên mà kiếm tiền mà từ sát sanh tránh đi, vì cái nghiệp này không có bao giờ tồn tại. Mà cái nghiệp này nó thường làm cho cái gia đình mình tan nát, cái gia đình mình là quán quỷ trong nhà đầy. Nên ai á, mà trong gia đình mà cảm thấy nặng nề khổ tâm, bực dọc không muốn về nhà, về nhà cái là bực bội phiền não, thì giờ quý vị nghe lời những đức là quý vị cố gắng niệm Phật, nghe Pháp mỗi ngày nó dịu cái tâm. Quý vị muốn cứu vãn cái gia đình quý vị nó tốt lại, chỉ có cái cách là chính quý vị phải sanh tâm an lạc, hiểu không? Bây giờ con, vợ, chồng hay gì trong nhà bị bệnh đau, khổ đau te tua, quý vị đi hỏi ông thầy, thầy ơi có cách nào cứu họ không thầy? Nếu mà ông thầy thật sự dạy vị thì ông thầy không nói, cô cố gắng cứu cô, cô cứu cô cho nó tốt đi, cô an lạc, cô vui vẻ, cô tự tại, cô có một pháp tu cho thành tâm, có pháp lạc đi, nhờ cái tâm tu của cô mà nó chuyển hóa được gia đình cô, hiểu không? Đó, mình đang khổ te tua mà bây giờ mình kêu cứu người ta sao cứu được, hiểu không? Nó nên cái câu nè, muốn cầu an cầu siêu cho người thân dùng phương pháp nào? Niệm Phật là chính mình, bản thân mình đó quý vị. Và mình tu hành mà muốn người ta đi theo mình tu thì bản thân mình phải tu an lạc, phải vui thì người ta mới theo mình tu. Vị coi bây giờ trưởng đoàn mà ngồi đây mà tu tập vui vẻ an lạc, ta theo bị ào ào. Mà trưởng đoàn mà cái mặt đen thui, từ từ người ta nghĩ đi theo, vị tin không? Bởi vì quý vị đi theo tu nghe thấy trưởng đoàn nào mà sân si, khó chịu, mà tu mà không chuyên nhất, dẫn đi khơ khơ, quý vị đi kiếm đoàn khác đi, kiếm đoàn khác đi liền. Tính duyên trước bước, mình tính trước bước, vì cái đoàn này thế nào cũng rã à. Thì con người mình mới nhìn xa trong rộng, nghe đức giả mà không nhìn xa trong rộng là thua. Thí dụ như bây giờ quý vị từ bi đi, cái người trưởng đoàn này quý vị nhìn thấy người này không có tu, giết rồi đen thui, mặt mày sân si, thấy không? Không tu hành gì, mình để ý ở nhà không chịu tu hành luôn, viết từ từ sắc diện đi xuống, xanh xao vàng giọt, sân si, thấy không? Là mình là phó đoàn này kia chuẩn bị đứng lên, chuẩn bị đứng lên trước để làm chi? Có gì để mình dẫn nguyên vàng này đi, để người đó dẫn tầm bậy thì sao? Người đó lỡ dẫn tầm bậy đi hư hết chân người ta hay sao uổng? Đó mới từ bi đấy vị, lỡ nó thẳng luôn. Cô ơi, chú ơi, tôi bây giờ tôi đi đoàn riêng, tôi lập ra chiến xe riêng tôi đi, vì tôi nhìn thấy không có kết quả không được, tôi đi riêng mới được chắc ăn. Nó cái nghĩa là cái đầu vẫn quan trọng lắm, họ phải chịu tu, họ phải có định hướng rõ ràng mình mới đi theo, chứ không phải là ta dẫn đi đâu mà đi theo đó đâu, thằng bậy. Mai mốt nó dẫn mình đi giết mình mắc phương hướng luôn, chết mù luôn gì chuyện chơi, hiểu không? Cho nên những đức nói đây là cho người trưởng đoàn, mà cho những người mà đi theo trưởng đoàn tu phải nhận thức á. Nhận thức sâu sắc như quý vị. Nó tu hành nó không phải là dễ lầm một phương pháp đâu, nó không phải đơn giản mà dễ, muốn áp dụng tu sao là áp dụng tu được đâu. Nó như cái bà Thí, bà có bầu cái bụng trình bình mà bà cụ 300-400 người tu được, là bà chơi duyên nhất quá, chơi gì đâu mà thấy, đúng là mình thấy mình phải xúc động. Cái bụng trình bình gì mà lại 3.000 lại, giờ còn có 5 ngày nữa đẻ mà nay bà lại mấy á, bà nó gan cái ghê thì... lại cho loài con hay sao mà kinh khủng thiệt chứ. Mà bà gan gì đâu mà bà gan kinh khủng lắm quý vị ơi, mà lấy cái bà này để làm mẫu hình mà gọi là nhân quả luôn. Chưa từng thấy bà nào bà nói câu, nói câu hay thấy ghê nghe, nó nói câu rất là hay quý vị. Con của con đến với con tin nhân tin quả, nếu đứa con này mà ác đến thì con tu hành như vậy thì mày đi sớm đi, nghe chưa? Còn đứa con thiện mà đến thì mẹ tu con càng tốt.
Vậy thì tất cả những người mà siêng tu mà mang thai mà bị mất đi là chắc chắn đứa con này hát. Bà nói câu hay ghê. Đúng vậy đấy vị. Chứ làm gì cái chuyện mà tu hành mà con mắt. Có chuyện đó đâu quý vị ơi. Phật Bồ Tát từ bi mà, dù một chúng sanh nhỏ bé Phật Bồ Tát cũng thương yêu. Không chi là một sinh mệnh sao mà để chết đi. Nhưng mà đứa này ác ôn đến, mà bà này bà tu dữ quá nên cuối cùng đứa này phải ra đi trước thời gian. Chứ nếu không sanh ra nó làm bà đau khổ sao, nên nó phải đi. Thấy không? Cái tin nhân quả ghê thì chứ, thấy không? Nó nên á, mỗi người bị nghe gì rồi nghe. Nè, mang nghiệp phá thai rồi nè. Thấy bữa đó không? Cái mặt nằm ngay cái đầu gối chưa? Xác thực luôn. Mà những người mà nghiệp chướng nặng này nó không thấy cái mặt nghe. Nói tầm bậy. Thấy rõ ràng luôn mà, mình thấy nhìn là thấy liền đúng không? Vì đây ai thấy đưa tay coi. Quá trời thấy đông. Ồ, chưa. Ôi ôi, bị thấy chưa, cái nghiệp phá thai đáng sợ chưa quý vị. Nói cho con cháu nghe nghe. Để nó đừng đi phá thai tầm bậy nghe chợ. Mày kêu nó đừng có tầm bậy thì không có phá thai. Nhớ không? Ôi ôi. Mắt ba đứa bé cuối cùng mà cái mặt hiện ra ngay cái đầu gối luôn. Hồi xưa giờ những đứa cứ kể câu chuyện á, Ngộ Đạt Quát Sư. Bây giờ cái bà này xuất hiện. Có nhiều cô nói ba đứa, hai đứa tùm lum. Ừ thôi mà tôi thấy đứa, tôi nói đứa. Đứa nó cũng đủ làm bằng chứng dữ lắm à. Đưa nguyên cái mặt lên, hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng rõ ràng luôn. Hiện cái mặt ra. Ghê chưa? Nó sanh đứa con 3 năm không biết nói chuyện. Thì thấy gia đình có được gì không? Khổ te tua luôn. Những đứa kêu thứ bảy chủ nhật đi đến chùa đi hết gạo, những đứa tặng gạo cho dùng. Để cho mong nó quá giải nghiệp quan gia gì, mình vừa quay phim nó hiện cái mặt ra là nó cầu cứu. Cầu cứu á. Nó bị thấy không? Ghê chưa? Ai đây mang nghiệp phá thai? Bây giờ thử đi, giờ mạnh dạn thật lòng đi, ai phá thai đưa tay thử coi ta. Ồ đông vậy. Ờ mình đưa tay thật lòng giống mình sám hối đi quý vị. 1, 2, 3. Ôi ôi, quá trời luôn. Thấy chưa? Thôi để tay xuống đi. Thôi nguyện làm sao mà. Vì bây giờ đây tu. Những thai nhi cũng về đây thôi các con ơi. Quan gia nên giải đi các con ơi. Cái cơ hội đời này có ông thầy cũng giảng tình độ chuyên nhất cho mình nghe. Giảng cũng vui, giảng nhiệt tình. Những hương linh thai nhi và quan gia trái chủ mà đi theo á, thôi mình buông cái tâm hận thù đòi nợ đi. Ờ đòi hoài cũng được cái gì đâu, mệt quá. Nó, bây giờ mình đòi họ được đi chăng nữa, mình cũng đòi lạc tam đồ chứ được cái gì đâu. Giống như cầm dao đâm qua đâm lại nhau thôi. Giờ hai người đứng, người cầm dao đâm ọt, người kia đâm ạt, này đâm ọt, đâm ạt hai thằng à. Chứ có được cái gì đâu, thằng nào cũng bị đâm te tua le lử mà chết thôi. Này là tôi nói 100% tôi là người chứng giữa, tôi chăng thật tôi khuyên á. Buông xuống cái tâm hận thù đòi nợ thì thôi, chúng ta quyết chí về cực lạc đi. Hiểu không? Chứ để cho mẹ tu đi. Để cho mẹ tu để mà mẹ được giảng sanh thì mình cũng được giảng sanh. Nhưng mà mấy cô nhớ. Mấy cô nhớ vụ này. Mấy cô không lo tu, mấy cô không giảng sanh, người ta bụp chụp mấy cô đó. Bụp mấy cô không có giận đâu. Nếu như mấy cô thật sự niệm Phật giảng sanh, người ta buông mấy cô ra liền á. 100% luôn. Những cái gì mà mình làm người ta biết hết trơn á. Hiểu không? Dù như những cô mà đi đến đây tu, những chú đi đến đây tu nè, bây giờ nghe giảng gì nè, mà mình mà trong tâm mình buồn giận hẳn chắc quan gia người ta biết hết trơn. Thấy cái bà này không giảng sanh thì ta chụp mình chứ sao. Còn thấy cái bà này từ bi hỷ xả thì người ta tha thứ mấy bà. Thấy không? Trời ơi, người ta nghe pháp hết trơn rồi, ai mà không muốn tha thứ. Tha thứ là an vui, mà giận hờn thì khổ đau. Giận hờn chi? Đúng không? Nhưng mấy bà không chịu từ bi hỷ xả thì mấy bà chịu. Nó mấy bà buồn giận hoài mà sân si nữa. Nó bà đụng cái gì cũng sân si á, thì làm sao người ta tha mấy bà. Buông ra là chưa. Giảng sanh không? Giảng sanh xạo. Xạo. Hiểu chưa? Không có thật lòng. Không có thật lòng. Không có nhiệt tình. Không có thật lòng, không có nhiệt tình, nghe chưa? Nó ai trong cuộc đời đi vẫn còn cái sai. Nó,
Nếu mà đòi hỏi người ta tròn vẹn quá thì khỏi đời này lấy đâu mà có. Nhưng mà cỡ nào cỡ những cái làm được thì cũng cố gắng đi mấy chị. Thấy không? Mấy chị có thể làm được đừng buồn dặn mà. Việc này đừng làm được mà. Thấy không? Rồi mấy chị làm được là đừng hiềm khích. Được mà. Sao mấy chuyện này làm được sao mà làm? Hiểu không? Hiểu không? Giận hờn là ngu si. Ngu si là gió bão. Hiềm khích là bất bình. Bất bình là động đắc. Tham lam thì nước trôi. Nước dâng lên trôi mình hết. Sân hận thì nóng bức. Đúng không? Nên từ nơi đó mình gieo nhân mình gặt quả. Bây giờ mình còn sống, phần âm phần hương linh người ta hưởng được, cảm được cái từ trường mình. Cảm được cái từ trường mình sao? Thí dụ như bây giờ quý vị về đây bị ngồi nghe gì đứng nói chuyện gì đau chân chứ. Mà tại sao quý vị thích ngồi? Vì quý vị cảm được cái từ trường. Thấy không? Chứ bây giờ quý vị không ăn là không vui cho ngồi đây làm gì? Ngồi chứ cho mệt. Yeah. Đúng không? Mà vui an lạc mới ngồi. Mà tôi cũng nói nhiệt tình. Nghe không? Nói mà rớt con cổ ra lụm gắn vào. Hiểu không? Nói mạnh quá con cổ nó rớt ra. Xong rồi Đức Vịnh lại như Đức dặn 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 thóc gắn vào. Tiếp tục nói nữa. Nhiệt tình đến mức gì mà quý vị hỏi nghĩ sao mà không cảm được từ trường. Đúng không? Đó. Nên mình muốn cho hương linh thai nhi đừng có phá mình. Thì quý vị coi lại cái lương tâm quý vị tu từ bi hỷ xả bao nhiêu. Thấy không? Não hại người ta te tua, người ta làm cô hồn vất vơ vất vưởng đầu đường xó chợ không ai cúng cho ăn. Mà mình á, mình đau một chút xíu so với cái đau người ta là 1%. Vậy mà mình buồn mình trách. Có khi có nhiều người nói thầy á thầy, nói theo con hoài á thầy á thầy. Nó theo bà là bà làm cái gì nó. Nó theo bà. Nó có nhiều người nói thầy thầy hương linh một đêm nó bao giây con thầy. Bây giờ bà lo bà niệm Phật đi, nó bao giây bà để nó cùng niệm Phật. Não hại người ta, người ta theo người ta đòi thì không muốn. Người ta theo người ta đòi thì không muốn. Mà mình đi não hại người ta, người ta đòi thì sao mà không muốn. Bây giờ mình muốn trả cái món nợ này mà người ta không đòi nữa thì mình mới vui trả thì người ta nghỉ đòi. Hiểu không? Vui trả nghỉ đòi. Mình không chịu vui trả đâu. Những người mang nghiệp phá thai nhớ nè. Phá thai rồi thì mình nhức tai đau, đầu nặng, mệt mỏi, ung thư, bệnh này bệnh kia. Là do gì người mình đang trả nợ. Bây giờ vui trả nợ. Quỳ trước Phật nói rằng Phật ơi, con bây giờ con lỡ mang nghiệp phá thai, bây giờ có đau đớn cỡ nào con cũng trả. Con vui con trả hết. Con phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc. Thấy không? Làm tao buông mới bị ra liền. Buông liền. Thấy không? Buông liền. Muốn gia đình chuyển biến tốt được, làm cách nào? Gia đình có người niệm Phật là có cơ hội. Đó, giải thích nghe rõ hay không? Mà muốn gia đình chuyển biến tốt đẹp thì phải làm cách nào? Gia đình chỉ cần có người tu, người niệm Phật chân thật là gia đình thì có cơ hội. Chắc chắn bị luôn. Những Đức nói với bị nghe, nghe cái người tu hành mình nghe ban đầu mới tu nghe, gia đình không biết tu nghe, nó trở ngại, nó làm đủ cách bị lên bờ xuống ruộng te tu tả tơ, bệnh đau mặt mày bu xù luôn. Nhưng mà thời gian quý vị chuyển biến liền. Tin đi, tin 100%, tin đi. Đem cái mạng này ra ký gỡ tin Phật đi, rồi bị sẽ thấy chuyển biến. Nhưng mà mới tu nghe, vừa phát tâm mới tu nghe, trong nhà bắt đầu quý vị nó chụp quý vị, nó chụp quý vị, nó bao dây quý vị. Rồi tự nhiên quý vị cố gắng tu nghe, rồi quý vị sẽ bệnh nữa nè, te tua nữa nè, rồi bị oan ức nè, bị đủ chuyện. Mà quý vị lúc đó mà quỳ trước Phật mà khóc lóc kêu gào là bị rớt. Khóc là Phật ơi, sao Phật không có thương con gì hết vậy Phật ơi bạn. Con nhiệt tình con tu hành mà, con ăn chay mà, con đi chùa mà. Sao con bị hoàng ở về vậy Phật ạ? Không đúng rồi, không đúng rồi. Đã là tin xong nhân quả mà nói câu đó là sai rồi. Làm gì mà quỳ trước Phật mà đi kể lễ nói bậy bạ vậy? Bản thân mình đã gieo nhân mà đi nói với Phật là giống như trách Phật. Con tu như vậy, con ăn chay như vậy, con dẫn người đi tu như vậy, mà tại sao bây giờ con bị như vậy? Phật nói rằng con bị như vậy là nhẹ rồi đó.
Nghe chưa? Nói thêm câu thô thô một chút. Phật nói mày mà không bị ở đây mày xuống tam đồ ác đạo mày chịu không mày? Nghe không? Nó tạo bao nhiêu nghiệp chướng, bây giờ sanh vô gia đình này, quan gia trái chủ bao dây mình lỡ hết trơn. Thì bây giờ kẻ cấu người xé, kẻ nói nặng người nói nhẹ, kẻ dập người dùi, tá lã âm binh hết trơn, để mà tiêu cái nghiệp chướng khỏi ta bà, để khỏi đọa vào tam đồ ác đạo. Phật đã quá ưu ái cho mình rồi mà còn trách. Nghe không? Khi mà vừa phát tâm tu, phát tâm lớn một chút là bị dập te tua, dập cho bị vài năm thì bình định tâm thì hoàn toàn hết. Nhớ nghe câu này hay nè. Chúng ta mắc hy vọng nhất thờ, chứ không phải mắc hy vọng cả đời. Câu hay đó. Có nhiều người quý vị cũng từng mắc hy vọng đó quý vị ơi, cả tu mà cũng mắc hy vọng đó. Nhưng chúng ta chỉ là nhất thờ, chứ không phải là cả đời. Cả đời mới thấy thảm. Không? Nên những Đức nói với vị nghe nghe, những người mà đã gặp những sự cố gì trong cuộc đời, đã từng có một cái dấu ấn gì đau khổ trong cõi lòng, bị những sự việc gì trong gia đình mình, mà chính người thân mình, chính ông bà cha mẹ mình, chính những người mình kính trọng mà đối xử với mình tệ bạc, hoặc làm một điều gì mà làm cho mình mất hy vọng, mất lòng tin, quý vị hãy quay đầu học Phật đi. Không? Thất vọng là điều mất mát nhất trong cuộc đời này, vì thất vọng là không còn chỗ đứng lên. Hy vọng là vẫn còn cơ hội. Nhớ quý vị, nói trong cuộc đời này dù cho quý vị gặp bao nhiêu người gạt quý vị cứ vui vẻ thì quý vị sẽ gặp một người giúp quý vị. Nhớ, chỉ cần có một người giúp thôi thì giải quyết xong 100 người hại. Gặp tịnh độ là cơ hội may mắn quý vị ơi. Đúng là giảng rớt cần cổ. Chơi ghê thiệt. Hồi nãy bên kia là dính cái cần cổ nó sụt sịt. Ngộ nó sụt sịt quý vị ơi. Cần cổ cái trái cổ sao nó sụt sịt vậy đó. Rồi lấy ra cái tự nhiên nó lòng thòng. Ủa sao cái trái cổ này ngộ thật. Lấy ra quý vị ơi, sao gỡ ra cái tự nhiên nó lòng thòng ra. Nó trời sao nói chuyện được không trời, sao mà trái cổ này gỡ ra lòng thòng kỳ quá. Xong rồi nó gắn vô lại. Gắn qua nãy là qua nó chỉ còn kháng kháng quý vị. Nghĩ là chắc giảng chừng 45 phút nghỉ. Vớt 2 tiếng, gần 2 tiếng. Chơi ghê quá mà đúng không? Để chút qua bệnh gắn lại. Thôi kệ đi. Bây giờ mình xài đồ thế gian mà. Xài xong rồi mình đem mình rửa gái sạch sẽ. Rồi xong mình gắn lại, xài tiếp tục. Không, bây giờ cần cổ giờ nhìn đứt là chơi gì đó. Ngộ ghê. Tháo ra tháo vào để gửi cho bị coi nha. Sợ bị sợ quá. Thấy không? Sợ quá đúng không? Gớm quá, ghê quá. Để tháo đi. Hiểu không? Nên quý vị thấy ý muốn nói là gì? Nhiệt tình. Không? Nhớ nghe quý vị, trong cuộc đời mà gặp một người bạn chơi nhiệt tình hiếm gặp. Đúng không? Người bạn mà dẫn mình đi tu phước duyên để cầu giải thoát khó gặp. Khó gặp nó nghe. Nó dẫn đầu mà chạy vù vù là khó tìm thằng đó lắm. Hiểu không? Đói khát nghèo nàn mà nó bò, nó lết, nó chạy, nó để mình đi theo khó tìm. Đúng không? Mà quý vị từ khi biết nhân đức tới giờ là quý vị đỡ khổ đúng không? Phải không? Vì được rồi. Thấy không? Có bạn này được rồi. Chứ khỏi cần nói thằng thầy gì, bạn. Thấy không? Bạn bè cùng tu. Có gì hay chia sẻ. Không có gì cao xa. Thấy không? Nó vì thấy á, rõ ràng không, kiểm người qua thời gian. Bao nhiêu năm nay cũng vậy mà. Chỉ có cái nói chuyện thì vui hơn ngày xưa. Đúng không? Ngày xưa khi nói thì Ngày xưa quý vị coi lại có phải không? Nhưng mà ta càng ngày người ta càng diễn đẹp. Đúng không? À, được rồi. Thấy không? Đó. Vậy thì bây giờ mình đồng hành được rồi. Quyết chí đời này về cực lạc. Cỡ nào cỡ mới về cực lạc. Nhớ nghe quý vị, không về cực lạc
đi xuống địa ngục. Nhớ kỹ, không gì Cực Lạc đi xuống địa ngục. Mà xuống địa ngục sao giúp được người thân? Về Cực Lạc mới giúp được người thân. Đúng quý vị. Bây giờ nhìn con cái gia đình này kia, tương lai họ đỏ địa ngục, mình mà không về Cực Lạc sao kéo họ lên? Bây giờ muốn thương họ phải về Cực Lạc, đúng không? À, nên ở trong chùa hay là cư sĩ ngoài đời gì, gán niệm Phật, thấy không? Sáng có dụng công niệm Phật, mà niệm Phật mà ngao ngán chút là há cái miệng ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm lớn lên, niệm háo hức lên, thấy chưa? Xá Phật sát xuống, quỳ xuống sát xuống, niệm háo hức lên, nó làm cho mình tự nhiên hừng hực cái tâm tu giải thoát lên. Chứ đừng có có đó, có nhiều bà ở nhà cái đứa con nó nằm ở trong để chạy vô coi con chút cái. Chúc cái chạy ra, Nam Mô A Di Đà Phật. Chồng kia, bà ơi, vậy anh nên tu mà rơi rớt thế ghê, đúng không? Nên mấy bà phải cố gắng lên nghe mấy bà, đúng không? Bấm số niệm Phật, chưa? Bấm số niệm Phật. Tại mình tu thời chính nó không được, mình phải tìm mọi cách để mình tu, hiểu không? Đi đứng nằm ngồi, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Cái gì chị? Cái gì không? Cái nhiều bà ngủ cái A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Yeah, ngủ vậy. Kỳ cục vậy đó. Nè cái bà cụ trong chùa, bà ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tán cái mặt mày bây giờ tin không? Ờ cái gì bà cụ, bà đang niệm Phật tự nhiên sao bà chửi ông sợ bà cụ? Con đang niệm Phật ở đây mà nói bên kia nó nói chuyện, nó nói này nó kia, bệnh con chọc tức con bực bội thế kia. Con niệm hồi nãy giờ chứ con tức lắm á thầy. Con kìm không được á, quýnh nó luôn á, chứ thấy không? Ghê cho quý vị. Bởi vì vừa diện cái quay là A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Phật gia hộ cho con đừng có tính nóng nảy, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Không có mà đang bấm số niệm Phật. Trần Đức giải thích cho quý vị nghe là cái hành động á, là quý vị khi ở ngoài đời tu bị gặp trường hợp gì đó, hiểu không? Đang niệm Phật vậy mà bây giờ bên đang tức mình á, đứa con biết sao khóc la, chồng nó này nó kia, nó đập đồ sèn sèn bên kia, quý vị ngồi đây bấm số niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, trong tâm quý vị á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tuy mình niệm Phật nhưng mà cái tâm tức nó vượt qua câu Phật hiệu mình niệm luôn, đúng không? Nó có không? Rồi trong lòng đang niệm Phật vậy mà nó nghĩ gì nè? Tao niệm một chút tao ra mày biết tay tao. Ghê không? Có luôn cái tâm đó đó. Nó vừa niệm xong đẩy cái máy niệm Phật xuống. Bốp, bốp. Quay lại cầm cái máy, ai vừa đọc đó. Đúng là cái cõi ta bà này dùng cái câu hay. Thấy không? Săn thì săn mà niệm Phật niệm Phật. Si mê niệm Phật niệm Phật. Thấy không? Ngu thì ngu niệm Phật niệm Phật. Đúng không? Nếu mà bỏ luôn thì hoàn toàn bị tấp luôn. Bỏ luôn thì tấp luôn. Nên có nhiều người bỏ niệm Phật, bỏ tu là ngay chỗ này nè quý vị. Nghe gì biết không? Thấy mình không có cơ hội. Và nghe nhiều người lý luận Iran, họ nói rằng bà niệm Phật mà vọng tưởng nhiều gì, làm sao bà giảng sanh? Thì mình trả lời lại, vì sao mười phương chư Phật tán Phật A Di Đà? Là vì con vọng tưởng mà niệm Phật vẫn giảng sanh.